Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Tây Ninh và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ ghé thăm công trình của nhà chị Thảo, đoàn khách hàng của Mắt Hôn. Bên cạnh Nhật An đây chính là anh Vịnh và anh Đạt, là đội ngũ thanh tra của Mắt Hôn. Hôm nay thì cũng sẽ cùng với Nhật An sẽ đến thăm công trình nhà chị Thảo cũng như là kiểm tra về tiến độ cũng như là chất lượng công trình để xem là công trình có đạt được những cái tiêu chuẩn mà Mắt Hôn đề ra hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến gần hơn với công trình nhà chị Thảo và tiến hành quá trình thanh tra công trình này nhé. Khi mà chúng ta tiến hành cùng với đội ngũ thanh tra để mà kiểm tra về chất lượng công trình ngày hôm nay thì đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công trình của nhà chị Thảo nha quý vị. Đây sẽ là công trình 2 tầng mái Nhật và quý vị có thể thấy là công trình này thì hiện tại đang trong quá trình là chúng tôi thi công phần thô, tức là chưa có vào cái giai đoạn sơn phết ha. Vào cái giai đoạn phần thô là cái giai đoạn cũng rất là quan trọng để đảm bảo được cái kết cấu cũng như là cái độ chắc chắn nè của công trình. Cho nên là đây cũng là cái giai đoạn mà chúng tôi cũng rất là quan tâm và bắt buộc là tất cả những cái gọi là yêu cầu về kỹ thuật phải đảm bảo được tốt nhất trong giai đoạn phần thô như thế này. Còn về tổng quan công trình nhà chị Thảo thì em cũng xin bật mí về kích thước quý vị luôn. Công trình này sẽ có chiều dài là 21,6m, chiều rộng là 8,85m, tổng diện tích thiết kế cả 2 tầng tầm khoảng 245m2. Về chiều cao, có số khung định của mái sẽ là 9,8m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 lên đến sàn của mái sẽ là 3,6m nha quý vị. Đây cũng là những cái chiều cao rất là lý tưởng đúng không nào? Hiện tại thì vì chưa sơn phết, ta chưa thấy được rõ được vẻ đẹp của nó, cho nên quý vị quan sát giúp An ảnh vẽ 3D ha, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy được cái vẻ đẹp tương lai công trình này rồi. Hiện tại quý vị có thể thấy là những cái chiếc cột, ví dụ là đây, chúng tôi đã có những cái chiếc cột ở ngay vị trí ở ngoài sảnh rồi. Sau này thì chúng tôi cũng sơn phết thì những chiếc cột này đẹp hơn, cũng như là ở vị trí này, sau này sảnh chính thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế là những cái khu vực có thể là tam cấp để mà chúng ta có thể di chuyển ra vào ha. Hệ thống cửa thì chưa lắp vào, nhưng mà chắc chắn là với những thiết kế của Mắt Hôn thì chúng tôi vẫn ưu tiên đó chính là những cái cửa nhôm hệ kính để mà lấy sinh khí vào bên trong một cách tối đa. Đó là tổng quan An giới thiệu về công trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong và cùng đội ngũ thanh tra kiểm tra công trình của nhà chị Thảo nhé. Và tiến vào bên trong công trình của nhà chị Thảo ngày hôm nay thì em thấy là hiện tại là công trình đang trong quá trình thi công phần thô. Thì không biết là với cái giai đoạn này thì thường là chúng ta sẽ kiểm tra những hạng mục nào vậy anh? Hiện tại cái giai đoạn phần thô này thì trước mắt thì anh sẽ kiểm tra các vị trí ô cửa, cơ thợ, bán vắt thợ, chừa kích thước có đúng hay không? Là những kích thước cửa? Đúng rồi. Rồi còn ví dụ là những cái phần khác, ví dụ là phần trần hay là sàn hay này kia thì mình có cần quan tâm không? Mình kiểm tra cái phần tường coi thợ chát là có thẳng hay không, có cái chỗ nào bị ợp hay không. Còn mình có sử dụng máy laser không anh? Có em laser thì để sẽ bắn những cái cạnh tường coi là có thẳng vuông góc hay không. Dạ. Vậy thì có lẽ bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểm tra về cửa trước ha. Dạ. Dạ. Ok. Đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ kiểm tra cái ô cửa gọi là quan trọng nhất của công trình luôn đúng không anh, là cửa đúng chính em, ha. Cửa chính. Vậy thì cửa chính này kích thước là trong bản vẽ bao nhiêu vậy? Hiện tại là trên bản vẽ là 2,5m và 2,7m. Giờ mình sẽ kiểm tra luôn. Dạ. Hai, bảy, bốn. Vậy thì sau khi mình đo xong kích thước thì nó có giống với bản vẽ không anh? Theo anh đo thì cái chiều cao nó là 2,9m, cái chiều ngang nó là 2,7m. Dạ. Thì coi như là nó sẽ trên là thông số là 20 phân. Dạ. Thì cái này, cái điều này nó có lý do gì không anh? Thì cái này theo như bác thợ đi chia sẻ thì do ý của chủ nhà. Chủ nhà muốn làm rộng hơn. Hơn. Gia chủ muốn làm để cao cho nó khó. Dạ. Thì điều này thì Nhật An cũng chia sẻ với tất cả quý vị luôn, đó chính là thật sự thì trên bản vẽ mọi thứ thì nó sẽ là phương án, gần như là phương án mà chúng ta đã chốt. Tuy nhiên trong quá trình mà thi công, nếu như gia chủ có những cái yêu cầu
có sự thay đổi một chút xíu về ví dụ là về kích thước hoặc là thậm chí là cách bố trí các không gian ở trong nhà, thì đội ngũ của chúng tôi vẫn sẽ thống nhất và chúng ta vẫn sẽ có thể thay đổi trong quá trình mà chúng ta thiết kế ha. Vậy thì đầu tiên thì cái cửa chính thì chúng ta cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ tới phần nào nha? Tới cái cửa mà sổ bên đây đi. Dạ, ok. Sau khi kiểm tra phần cửa ở công trình với anh Đạt thì tiếp theo là anh Vịnh, mình sẽ kiểm tra phần nào em? Tiếp theo là ta đi kiểm tra xem là những cái vị trí tường đã tô là xem là có đảm bảo tốt hay chưa. Nếu như mà chưa tốt thì nó biểu hiện là tiếng kêu nó phản ánh là cái việc là tô tường nhiều hồ khô quá. Nó sẽ là bị ộp ấy, thì là những cái đó là phải xử lý lại. Cái này nó cũng khá là tương đồng với cái việc mà lúc mà mình kiểm tra phần gạch đúng không anh? Đúng rồi ạ. Đấy, cái này thì mình cũng cầm tay gõ cho mình biết này. Những cái vị trí nào mà mình khả nghi thì mình mới cần phải kiểm tra thôi. Còn những cái vị trí này mình cần nhìn qua cái màu tường là mình đã biết rồi. Là nó đảm bảo được cái chất lượng. Dạ. Vậy thì ví dụ nếu mà nó bị ộp thì mình sẽ giải quyết thế nào? Nếu mà bị ộp ở chỗ nào thì mình sẽ lấy bút lông mình đánh dấu lại, khoanh tròn cái khu vực mà bị lỗi và yêu cầu kỹ thuật công trình là cho thợ đục ra và tiến hành là chám lại. Đục ra chám lại. Thì đó cũng là một cái chuyện cũng khá là khó ha, nhưng mà bây giờ mình cũng phải kiểm tra thôi. Dạ. Tiếp theo thì em thấy anh đã đặt thẳng cái máy laser ở đây rồi, thì mình sẽ kiểm tra phần nào vậy anh? Anh sẽ kiểm tra cái cạnh ngay chỗ cái ô cửa này coi nó có thẳng hay không. Là cái đường cửa đúng không? Đúng rồi. Coi nó có vuông góc với cái thiết kế không? Dạ, ok. Sau khi mà kiểm tra được cái cạnh đứng là nó đạt được yêu cầu, thì tiếp theo là kiểm tra đến một số cái cạnh ngang. Đó. Thì đây là để cho khán giả cũng chứng kiến là cái mức độ chính xác nó đạt đến cái điểm nào. Đây là 86 này. Đó, nó tóm lại là vẫn còn lệch nhau 5 ly. Thì 5 ly là trong cái giới hạn cho phép. Như cạnh trên này. Hồ mà làm 5 ly đi, lại có 5 ly là được rồi. Rồi 2m66 này. Như vậy là cạnh trên là tương đối là chính xác. Đó. Vậy là sau khi mà kiểm tra được kích thước mặt bằng ngang trên dưới và cạnh đứng hai bên, đồng thời là kiểm tra về cái kích thước cao rộng thì thấy là như vậy là rất là đạt yêu cầu. Và sau quá trình Nhật An cùng với đội ngũ thanh tra đã đến để kiểm tra một số những hạng mục của công trình của nhà chị Thảo, thì bên cạnh của Nhật An đó chính là anh Nhi, là giám sát công trình ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ nhờ anh Đạt và anh Vịnh sẽ báo với anh Nhi là ngày hôm nay cái kết quả mình kiểm tra thì nó như thế nào. Rồi, trước hết là xin báo cái phần kiểm tra của tôi ngày hôm nay. Đó, trước hết là về cái phần tường là tô như vậy là cái chất lượng là đạt yêu cầu. Đó, thứ hai nữa là cái phần điện đang thi công thì cái chất liệu ống chống cháy như vậy là cũng đã thực hiện, mặc dù có thay đổi cái cao độ về cái ổ cắm công tắc, đó là theo cái ý muốn của chủ nhà thì cái việc đó là đương nhiên là cho phép. Tuy nhiên là không thể nói đến một số cái yếu kém, ví dụ như là mấy cái đường cắt tường đây này. Đó. Anh chú ý là phải đục ra và đóng lưới vào, xong rồi mới tiến hành tô.
để làm sao để hạn chế về cái đường nứt giữa hai cái chất liệu trước và sau á, đúng không? Đó, là nó sẽ tạo thành cái đường nứt. Đó. Lưu ý cái đó thôi. À, anh thì phần cửa thì cơ bản thì kích thước chưa đúng hết rồi. Chỉ có cái phần cửa sảnh chính thay đổi thì nãy vậy anh nó nói cho chủ nhà theo ý của chủ nhà. Còn những cái ổ cửa khác thì đảm bảo hết. Đảm bảo hết rồi. Dạ. Vậy ngày hôm nay thì Nhật An cùng với đội ngũ thanh tra cũng đã dẫn quý vị chúng ta ghé đến thăm công trình của nhà chị Thảo ở Tây Ninh. Một công trình đang trong quá trình thi công phần thô, hứa hẹn là khi hoàn thiện sẽ rất là đẹp luôn nhé. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì người nghệ liên hệ với em ở thôn với số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn bị thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.